Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh AC Channel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review một bộ Lego chính hãng mới nha các bạn. Và hôm bữa thì mình đã review cho các bạn hai bộ này rồi. Và bây giờ là một bộ mới. Đây, một bộ Lego City theo dòng chữa cháy nha các bạn. Đó, đây là mặt sau của nó. Và bây giờ My Kingdom đang sale nên là mình tranh thủ mua cái bộ này. Đó các bạn, còn nguyên cái keo luôn nè. 360 độ. Bắt đầu. Ok. Và cái bộ này thì nó bằng cái bộ này luôn nha các bạn. Đó, hai cái bộ này nó bằng nhau luôn, chiều cao cũng bằng nhau. Và tiếp theo thì cái em này thì mình cũng thấy ở My Kingdom nhưng mà mình đã mua rồi. Và cái bộ này thì cái chiều dài của nó lớn hơn, còn chiều rộng thì nó bằng nhau. Ok, ba bộ chính hãng. Và nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình một like, share và đừng quên bấm nút subscribe để nhận được những video mới từ kênh AC Channel nhé. Chào tạm biệt. Và những video hoạt hình sau thì các bạn sẽ thấy sự xuất hiện của cái xe chữa cháy này.